Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những video thật là đẹp, tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin các bạn, ngày hôm nay mình sẽ đi cầm màu nha. Đúng rồi, thấy chị làm nhảm nãy giờ sau tắt tắt nhà đi mới nghe được ấy. Nghe thấy cái gì? Có làm lại hoặc là không, cái này em không biết. Tại lúc trước em làm đây ai cũng nói to mà. Lúc trước là có 9 máy, mỗi người 3 máy, ngồi 3 bên này. Đến chị nghe lại xem nghe được không? Chả cần nói nhiều lắm đâu chị. Quay xong xong nghe có nghe được không? Vẫn nghe được thì kiểu đủ nghe thì không sao. Không nghe thấy gì quay lại từ đầu. Không giàu cái gì à? Tự nhiên anh quyết đấy, làm trên kia lên tháng là có 8 triệu giàu nào được. Đấy còn làm bộ phận edit đấy nha. Ở đây người lên cao nhất là anh Kiên rồi, 10 triệu một tháng, không giàu nổi. Cái gì? Kết thúc thì như vậy là mình đã làm xong. Các bạn thấy có đẹp không? Nếu như mà đẹp thì đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn. Hết.
Không không nói hết nhé, cứ thế mà lên tắt máy thôi. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những video thật là đẹp, tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Em không rõ là đấy đâu. Tại lúc trước là em quay là quay chính xác luôn, không phải là ước tính. Nên là nó khác. Hết cả giờ rồi, ta vẫn chưa làm xong như này. Bây giờ chị thử nói xem là chị làm được bao phút rồi. 8 phút rồi. Như vậy là mình đã tô xong rồi nha.